Xin chào các bạn nhé. Hôm nay lại trở về cái kênh của mình hôm nay nhé. Thì mình lại tiếp tục làm về ong mật nhé. Thì hôm nay mình quay mật tiếp vòng 3 của hoa nhãn nhé. Thì mình lại chia sẻ cùng các bạn xem quy trình quay mật nó như thế nào nhé. Đây ong của mình đây các bạn. Những cái video trước đó, mình quay cái tổ này đông nhất này. Còn những cái tổ kia thì nó ít quân hơn. Tổ 3 cầu và tổ 4 cầu và tổ 2 tổ mới mình mới tách thì nó có một cầu thôi. Được rồi, mình cho bán cho cái anh bạn kia 2 tổ rồi. Giờ còn có 4 tổ nữa. Nhưng mà quay được 2 tổ thôi, còn 2 tổ mới tách thì mình không quay nữa. Để cho nó phát triển. Và hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cùng các bạn. Mình nuôi ong để lấy mật thì có mật thì mình lại quay thôi. Để chia sẻ cùng các bạn. Có video chia sẻ cùng các bạn. Vừa có video lại được nói chuyện với các bạn thì trên kênh. Giao lưu cùng các bạn thì các bạn xem kênh của mình thì thấy video hay thì các bạn chia sẻ đăng ký kênh của mình. Ủng hộ mình nhé. Để thường xuyên giao lưu xem nó gọi là chủ đề về chủ đề ong ấy, chủ đề đam mê. Nhiều khi không phải là vì lấy mật mà chỉ vì đam mê thích thôi. Thế là cứ nói về ong là thích rồi. Ong người nuôi nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là phải nguồn hoa tốt. Nếu đã có nguồn tốt thì nuôi không có kinh nghiệm rồi sẽ có kinh nghiệm. Nuôi nó cũng tự dưng là nó giỏi thôi. Quan trọng cái nguồn nó phải tốt. Đây như mùa đây đợt này mùa hoa vải cái ong nó nên là mầm luôn. Đòi chia đàn cấu bú chúa liên tục. Không để nó lại chia đàn mà đang mùa hoa thì tận dụng ở đồng bằng ấy nó có mùa hoa vải hoa nhãn thì mình lại tận dụng mình lấy mật thôi. Sau rồi dưỡng ong thì mình lại đưa đi gửi ở cái vùng khác có keo, có cây keo để cho nó dưỡng, mình không lấy mật keo nữa để dưỡng thôi, dưỡng lại đến chờ mùa vải nhãn sang năm. Khi nào mình đưa đi để dưỡng thì mình lại chia sẻ cùng các bạn. Còn đợt nào mình quay thì mình lại chia sẻ cùng bạn xem chu kỳ quay mật ong nó như thế nào, ở đồng bằng nó như thế nào nhá. Còn các bác nuôi ong chia sẻ ong đẹp là các bác phải đưa đến những cái vùng có nguồn tốt, đưa đi liên tục hoặc là đi du mục ấy, như kiểu đi đấy mật nó còn vãi ra, mật mùa nhãn đấy nó còn vãi ra. Mình lấy tầm này nó cũng đang buổi trưa thì nó mới lấy về, nhiều quá nó chưa thành mật, nó mình rũ cho nó hết rồi. Mình chỉ lấy cái mật cái nắp thôi, còn nó xuống thùng con ong nó lại hút lại để nó tạo mật mới. Hôm nay mình lấy hơi sớm tầm 10 giờ nữa. 11 giờ ong mới đang mới lấy mật về, rũ cái vãi mật ra, mật non. Nay mình quay 2 đàn thôi, chắc được tầm khoảng 2-3 lít đấy. Đậy tạm vào. Đây, cái chỗ quay mật của mình đây. Có mâm dao cắt sáp. Cái cầu mình tự đóng là nó cũng dày, con ong nó chưa vít nắp nên được nên qua cái nó phải vít nắp qua cái thanh cầu trên đây này.
đấy, mình cắt nó mới dễ. Còn nó còn thấp hơn cái thanh cầu trên này, mình cắt nó khó lắm. Nó cắt dày thì phí. Chốc cái này ngâm rượu thôi chứ làm gì, mình nuôi ít. Hoặc là nhai cho nó đỡ buồn. Mình làm kinh nghiệm làm cái thanh cầu trên là nó mỏng đi một chút, chứ nó chỉ là một phân thôi. Nhưng mà mình làm thế thì nó yếu, mình cứ làm dày cắt nó hơi khó. Nếu mà để mật mà nó làm vượt cái thanh cầu này nó nhiều mật lắm. Mình bắt đầu mình quay nhá. Mình cắt bớt video đi chứ để nó dài quá. Trước mình nuôi nhiều, mình mua thùng sẵn, thùng 1,1 triệu cái thùng quậy ba cầu, ship về nữa thành 1,2 triệu, 1,3 triệu gì mình không nhớ lắm, 2 năm rồi phải được tương đây mật 6 cầu mà được tương đây mật là cũng nhiều đấy, 3 cầu 1 lít ấy. Tầm này cũng tầm 1,5 lít, 2 lít gì đấy, 2,5 lít. Thùng này thì ít 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 cầu hơn, cái thùng này có 4 cầu, nhưng mình quay 3 cầu thôi, để lại 1 cầu vì nó chưa kín lắm. Mình lấy mật già nó không bị lên men, tí men mở lắp nó hay bị xì, như là do cái mật của mình lấy non quá nó bị lên men, nên là mình lấy mật mình dùng hoặc là bán yếu hay thì mình lấy mật nó già, nó sẽ để nó được lâu. Còn mà cái mật mà mở nắp nó cứ có ga là cái mật nó hơi bị lon, để nó bị lên men. Quy trình nó chỉ vậy thôi, nên video của mình cũng dài rồi, mình chia sẻ đến đây thôi. Các bạn xem video thấy thích thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đấy, mũ chúa đầy ở dưới đây. Đấy. Mình xin kết thúc video đây nhé. Xin chào toàn thể anh em đam mê nuôi ong nhé. Xin chào.